Tin mừng theo Thánh Gioan. Thật, tôi bảo thật các ông, ai tuân giữ lời tôi thì sẽ không bao giờ phải chết. Tuân giữ lời Chúa. Xưa kia tổ tông loài người vì không tuân giữ lời Thiên Chúa nên đã bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng, và con cháu phải mang tội tổ tông truyền. Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng biết nghe lời Chúa là tốt và thực hiện điều người dạy là việc nên làm. Nhưng trong cuộc sống, có mấy khi chúng ta nhớ và đem lời Chúa ra thực hành? Ta thường thích nghe những gì vui tai và làm những gì dễ dãi cho bản thân, còn những việc đòi phải có sự dấn thân như phục vụ và giúp đỡ người khác thì ta thường tìm cách thoái thác và chối từ. Không muốn để nhân loại bị hư mất vì tội lỗi, Đức Giê-xu đã đến và giảng dạy cho dân chúng nghe lời Thiên Chúa. Người kêu gọi họ hãy biết lắng nghe và tuân giữ lời người, vì những lời người giảng dạy là lời phát xuất từ Thiên Chúa, lời giải thoát họ khỏi tội lỗi và sự chết. Ai tuân giữ lời tôi thì sẽ không bao giờ phải chết, là lời khẳng định chắc chắn của Đức Giê-xu cho những ai tin vào người. Lạy Chúa Giê-xu, xin cho chúng con biết lắng nghe và thực thi lời Ngài trong cuộc sống hàng ngày của chúng con. Amen.